chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với chương trình Food in Town của Kimmy. Vì đây là số đầu tiên cho nên là nếu như mà có một cái gì đó sơ suất thì các bạn cũng bỏ qua cho Kimmy nha. Bình thường á, Kimmy thấy mọi người rất là đắn đo và suy nghĩ về cái bữa ăn của mình từ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Mình không biết là mình đi ăn gì, mình đi ăn ở đâu. Thì hôm nay Food in Town sẽ là một cái channel có thể giúp cho các bạn có được những cái quán ăn và có được những cái review cực kỳ tốt về những cái quán ăn trong Sài Gòn. Và nếu như có cơ hội thì mình sẽ làm ở ngoài Sài Gòn cho các bạn luôn nha. Và đây, ủa đâu rồi ta? Đây. Hôm nay được tặng hai cái voucher. Thì đây, coi cái gì đây? Là của Hot Deal nha. Nhưng mà Yumi Chicken nha mọi người. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy được là có một cái gà không là gà, và gà là một cái món sở thích của Kimmy luôn. Bây giờ mình sẽ theo chân Kimmy để đi vào trong xem là bếp có những gì nha. Đồ ăn thức uống ở đây thì rất là đa dạng và phong phú luôn. Không phải là gà thì chỉ có gà không thôi đâu, có rất là nhiều món cho mọi người lựa chọn nha. Và nhất là ở đây cái không gian bếp nó là một cái không gian bếp mở. Các bạn có thể thấy được là đầu bếp đang nấu cái gì ở bên trong nè. Thì mình không có sợ là người ta sẽ làm những cái đồ ăn mà không hợp vệ sinh hay là những cái đồ ăn kém chất lượng cho mình. Cho nên là các bạn cứ yên tâm về cái khoản này nha. Và sau đây thì các bạn hãy cùng Kimmy đi vào trong xem menu có gì ha. Thật ra cái điều đầu tiên mà làm cho Kimmy cảm thấy thích ở cái quán này là nó rất là gần nhà, chỉ có mấy bước chân thôi. Tại vì là gần ở chợ Bến Thành nè, cho nên là rất là nhiều người có thể tìm đến đây một cách rất là dễ dàng. Không phải là quẹo trong hẻm này rồi vô hẻm nọ, mệt lắm, mình không mình mệt đúng rồi, mình cũng không có còn muốn đi ăn nữa luôn. Và cái điều thứ hai nữa là ở đây sẽ hướng tới ba cái tiêu chí mà an toàn thực phẩm, cho nên là Kimmy rất là thích. Đầu tiên á là không có bột ngọt nè. Cái với những cái người nào mà mình bị dị ứng với bột ngọt ha, mình ăn vô mình sẽ bị rất là đau ở phía sau gáy nè. Đó là một cái điều đầu tiên mà Kimmy cũng rất là thích ở đây. Và cái thứ hai nữa là có một cái tiêu chí gọi là halal. Halal là gì? Có nghĩa là nó là một cái nơi mà chế biến thực phẩm sạch. Và cái điều cuối cùng nữa mà Kimmy cũng rất là thích luôn, đó chính là nó sẽ không có sử dụng những cái phụ liệu hay là phụ gia gì để tạo màu hay là tạo hương gì hết. Cho nên là các bạn cứ yên tâm khi đến đây nha. Và bây giờ thì mình sẽ thử gọi món coi. Gọi món theo phong cách ở đây nha. Hello, chào em. Chị có nghe giới thiệu về quán của em, có nghĩa là có một cái gọi là detox ở trong cái món ăn. Thì hôm nay em có thể nào tư vấn cho chị những cái món ăn nào để chị có thể ăn vừa giữ da đẹp và giữ dáng đẹp luôn được không? Rồi vậy em nói so với mình món chính trước nha. Món đầu tiên bên em muốn giới thiệu với mình là món gà barbecue ha. Barbecue ở đây. Đặc biệt của em ha. Okay. Đặc biệt của nhà hàng của em nha. Với lại món đi kèm sẽ là một cái salad. Salad này là salad Yummy Peri Chicken. Thì đây, nó sẽ vừa có salad, vừa có gà, một lớp một chút xíu gà ở phía trên nữa cho mình đỡ ngán. Lại ăn kèm với salad. Rồi cái thứ ba là về chén miệng. Bên em có dưa ua nữa chị. Dưa ua. Dạ. Đây này. Wow. Mình có thể chọn vị chanh dây hoặc là vị dâu tùy theo sở thích của mình như chị ha. Ok, vậy thì chị sẽ gọi ba cái món mà em đã tư vấn cho chị. Thì tầm bao lâu mình có được ăn ha? Dạ tầm chậm nhất sẽ là 5 phút. Wow. Dạ. Nhanh vậy? Dạ. Ok, vậy thì chị sẽ lấy ba món đó. Dạ rồi. Nhanh nhanh nha, chị đó vụng đó. Ok. Xin phép chị. Trời ơi, nhanh quá vậy em. Gà barbecue. Em, cái này là để làm gì á? Nhỏ mắt không? Nhỏ mắt. Dạ không, cái này là nhỏ mũi. Em sẽ nói sơ về cái này của mình nha. Ủa vậy hả? Cái đây là dầu mè, mình có thể dùng chung với lại salad nếu mình cảm thấy nó thiếu cái gì đó. Đây là dầu ô liu. Vì dầu ô liu sẽ tốt cho cái mặt của mình, tốt sức khỏe của mình. Cái dầu ô liu này mình bỏ vô đâu? Mình xịt vào salad. Xịt vô salad. Còn cái này cũng xịt vô salad luôn. Rồi, vậy bây giờ thì mọi người ơi, cùng Kimmy thưởng thức những cái món ăn này nha. Ở đây thì có quá nhiều tour luôn, có nghĩa là ở cái quán này á,
là có một cái đặc biệt là có rất là nhiều tương để cho mình lựa chọn, từ cái khẩu vị cho người ăn cay nhất cho đến không cay luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ chọn một cái loại tương nào mà nó thích hợp với cái món gà BBQ của mình. Đọc coi. Ớt cay lắm. Đây là gà nè. Cái này đi. Chicken peri peri. Có khi nào tôi có đổ lên mặt luôn. Cái sốt này ngon quá. Cái chicken peri peri này nó chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt mà cay cay. Ăn dao nĩa thiệt hả? Nói đừng có giỡn nữa trời. Ăn dao nĩa làm sao mà ăn. Đồ ăn quá là ngon mà để dính vô dao nĩa mất công là phải ngồi nhét liếm liếm nữa. Bây giờ thì vì đây là cái channel của mình, cho nên là mình sẽ ăn theo cách của mình sẽ không ăn theo bất kỳ cái cách nào giống người khác ở đây. Thì mình sẽ ăn bóc đặc trưng, nét riêng biệt của tôi. Bây giờ mình ăn ha. Bây giờ mình sẽ thử một miếng nhỏ xíu da gà trước. Mà ở đây á, gà không phải là cái con gà công nghiệp mà nuôi bự 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 ăn xong rồi toàn là mỡ không ngán đâu. Đây nha, thôi để bỏ cái miếng da gà này vô miệng, xong mình sẽ nói cho nghe. Cái thịt gà không hề có một miếng mỡ nào luôn, rất là chắc chắn, cho nên là mọi người cứ yên tâm nhìn mình ăn nha. Nướng nhưng mà không có bị cháy khét, cũng không có cái mùi mà của cái than khói nó bị khét. Và đặc biệt một cái nữa là thịt gà rất là mềm luôn, giống như là kiểu là nó tan luôn trong miệng của mình, nó chứ không phải là nhai nhai mà bị giống như mấy cái gà mà bị dính hớ răng mình, mà nó cũng chẳng có một miếng mỡ nào, cho nên là mình ăn mình cảm thấy là mình sẽ không mập, tại vì ăn thịt thôi mà mình sẽ không mập đâu, đúng không mọi người? Ăn tiếp miếng nữa nha. Thật ra là ở những cái quán ăn khác nha, là Kim Mỹ thấy là sẽ có những cái phụ gia, những cái nguyên liệu á, nó ướp vô, nó tẩm vô trong cái vị cái thịt quá nhiều, thì lúc đó mình sẽ không có còn thưởng thức được cái vị ngọt của gà nữa, mà đó chính là những cái thay vào đó là phụ liệu nè, giống như kiểu là bột ngọt, hành tiêu, tỏi ớt gì đó, thì nó sẽ thấm hết vô trong gà, thì lúc đó là mình sẽ không có còn thấy là vị ngọt của gà hay là vị thơm của gà nữa, thì lúc đó mình lại cảm thấy nó bình thường quá, nó không có gì gọi là ngon hay là đặc sắc hết. Nhưng mà ở đây á, là cái miếng gà to như thế này và thơm, da thì giòn và thịt thì rất là mềm. Ấy trời 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 trời. Bây giờ mình bỏ hết miếng da gà này vô miệng và mình sẽ coi nó giòn và nó ngon như thế nào nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ qua tới cái món thứ hai là salad. Cái này ăn cũng không có mập, tuyệt đối là không có mập nha mọi người, tin Kim Mì đi. Cái này là dầu mè đúng không? Thì cái salad này á, mình cũng không có nêm nếm cái gì giống như là kiểu bột ngọt hay là những cái nước chấm gì ở trong này hết, hoàn toàn là tự nhiên hết nè. Rau thì nó rất là tươi và ăn thử một miếng thôi. Nó giòn mà rất là ngọt đó mọi người. Có cả bơ nữa nè. Bơ là cái món mà Kim Mì thích nhất luôn á. Thường thì mọi người sẽ ăn bơ hoặc là mọi người sẽ lấy bơ đắp lên mặt, thì Kim Mì không có thời gian để lấy bơ đắp lên mặt, thì bây giờ mình
ăn vô trong người thì nó đẹp từ trong đẹp ra, đúng không? Ăn tiếp cái nữa, đẹp gấp đôi. Bây giờ mình thử tới gà đi. Nó mềm thật sự luôn, mới nhấn một cái là đạch đẩy làm đôi rồi. Giống như hồi nãy ở cái gà nướng thì nó sẽ có một cái vị thơm của nướng và nó có cái lớp giòn của cái da gà. Còn bây giờ thì gà này là không có bất kỳ một cái chất tẩm ướp nào trong đây hết, cho nên là nó vẫn giữ nguyên được cái vị ngọt của thịt gà. Và mình ăn có cảm giác như là hồi nãy nó cũng tan trong miệng mình luôn, nó rất là mềm và nó ngon lắm kìa, chứ không phải là kiểu mà gà dai dai cứng cứng hay là thịt bở bở đâu. Ăn cái nữa này. Chị cần nước uống, chị bị nghẹn. À dạ, thì bên em á là có những cái loại nước ép hoa quả nè, rồi á là hoặc là nước detox ở đây, hoặc là ở dưới đây á chị có thể chọn soft drink. Thì chị lẫn gái em sẽ recommend cho mình là nước detox, nó rất là tốt cho sức khỏe gan thận rồi này nọ. Tốt cho gan. Dạ đúng rồi. Tốt cho thận. Dạ, da mặt. Đẹp da. Dạ đúng rồi. Thì đó có gì mà thần thánh vậy đó, cho chị ăn ly. Dạ, một ly. Dạ một ly. Thì em sẽ lấy cho mình cái ly Living Up Your Liver này nhé. Nó tái tạo gan và nó rất là tốt cho da mặt. Ok. Dạ, cảm ơn chị. Trời ơi, xuất sắc quá, bạn này hay hơn mình luôn á. Tuyệt vời. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, hồi nãy là nghe các bạn nhân viên ở đây có giới thiệu là cái này có thể là lọc gan nè, lọc thận nè, làm đẹp da nè, làm mát cơ thể nữa. Thì thật ra với những cái nước mà detox như thế này á, mình có thể uống mỗi ngày, có nghĩa là không phải là chỉ là những cái bữa ăn mình có thể uống đâu, mà mình có thể uống giống như là sáng mình uống một ly cũng được, trưa trưa mình uống một ly cũng được, cho nó thanh lọc cơ thể mình, nó cũng rất là tốt. Thì bây giờ uống nước xong rồi, mình sẽ qua tới ăn món tráng miệng yogurt ơi. Thơm quá. Bây giờ mình sẽ dọn cái món salad này đi ha. Mặc dù là rất là ngon, nhưng mà bây giờ mình đã có món yogurt ngon lành rồi, thì mình sẽ dời qua bên này. Cái này là vị dâu nha. Từ nãy giờ mình có rất là nhiều cái thứ detox nè, salad nè, rồi còn có cả yogurt dâu nữa. Thì bây giờ đúng không em? Cái này ngon nè. Mà nãy giờ cái gì cũng ngon hết đó. Mình có thể đắp lên mặt. Mình không đắp lên mặt thì mình sẽ ăn vô người, nó sẽ đẹp từ trong nó đẹp ra. Bây giờ mình ăn tiếp. Bây giờ không còn gì để ăn nữa hết. Mọi người ơi, nếu như mà mọi người muốn tìm một cái quán ăn vừa sạch nè, vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ, và nhất là không có những cái thực phẩm màu gây hại cho sức khỏe của mình, thì mời mọi người hãy đến Yummy Chicken nha. Ở đây có đủ hết tất cả những tiêu chí mà người tiêu dùng lựa chọn luôn. Giống như là mình sẽ vừa đẹp da nè, vừa ăn không mập nè, rồi mình còn có thể detox cơ thể nữa. Thì vì đây là số đầu cho nên là Kimmy cũng mong là nếu có những gì mà sơ sót đó, thì mong là mọi người sẽ bỏ qua cho Kimmy nha. Và những số sau thì Kimmy hy vọng là sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn. Tại vì cái channel của mình không chỉ riêng về thức ăn thôi đâu, mà nó sẽ còn đa dạng hơn nữa. Đó chính là có thể là về làm đẹp nè, về những chỗ đi chơi, đi du lịch, hoặc là mình có thể quẩy luôn cũng được. Thì bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Kimmy xin phép được tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở trong cái số thứ 2 nha. Bye.